7 điều bị cấm kỳ lạ nhất ở Mỹ. Chào tất cả các bạn đã đến nước Mỹ chưa? Và các bạn có biết gì về hệ thống pháp luật của đất nước này? Bật mí cho các bạn biết nhé, nước Mỹ có hàng ngàn điều luật từ thuở xa xưa còn tồn tại trên mặt giấy. Bởi vì không ai dùng đến chúng nhưng cũng không quên xóa bỏ, thỉnh thoảng gây không ít phiền toái cho ngành hành pháp. Vì vậy mà có câu nói, người không biết thì không có tội, là câu nói không được áp dụng tại Mỹ đâu các bạn à. Bởi vậy, nếu muốn sang quốc gia này sinh sống hay du lịch, bạn cần phải hiểu được những kiến thức cơ bản về pháp luật của họ. Đừng quan tâm đến những chuyện lớn lao, các bạn hãy để ý đến những vấn đề nhỏ thôi nhé. Như tặng bao nhiêu sô-cô-la cho bạn gái là hợp lý. Đừng đánh thức chú gấu đang ngủ chỉ vì muốn selfie. Thậm chí, các bạn nữ đừng bắt bướm linh tinh. Tất cả những điều này đều bị cấm ở Mỹ đấy. Rất kỳ lạ đúng không nào? Các bạn hãy xem video để biết 7 điều bị cấm kỳ lạ ở Mỹ. Một, không được tặng bạn gái quá 22,68 kg chocolate. Ở tiểu bang Idaho của Mỹ, nếu bạn mang tặng người yêu 50 pound, tương đương với khoảng 22,68 kg chocolate, sẽ bị xem là bất hợp pháp. Không ai có thể giải thích lý do của điều luật kỳ cục này, và người ta đành phải an ủi rằng có lẽ để bảo vệ những người phụ nữ khỏi các vấn đề về sức khỏe do tiêu thụ quá nhiều cholesterol trong chocolate, nên chính quyền bang Idaho đã ban hành quy định này. Vì thế, nếu bạn muốn là một người đàn ông ga lăng thì chắc chắn các bạn sẽ không có cơ hội để thể hiện tình yêu của mình với bạn gái bằng việc tặng nhiều chocolate ở Idaho. Hay nếu bạn có ý định vỗ béo người yêu thì bỏ đi nhé, chuyện đó sẽ rất khó xảy ra ở tiểu bang này. 2. Cấm đánh thức một con gấu đang ngủ ở Alaska chỉ để chụp ảnh. Những lúc bạn ngủ, bạn có thích bị người khác làm phiền không? Và tất nhiên, cũng sẽ thật bất lịch sự nếu bạn đánh thức một ai đó dậy chỉ để chụp ảnh. Và dĩ nhiên, điều đó cũng đúng với các loài vật, nhất là gấu ở bang Alaska của đất nước cờ hoa. Theo quy định ở đây, việc bạn đánh thức một chú gấu chỉ để chụp ảnh sẽ bị kết tội và coi là hành vi bất hợp pháp. Ai cũng có quyền ngủ và con gấu cũng vậy. Nếu có chuyến du lịch đến Alaska, các bạn hãy nhớ kỹ điều này nhé. Đừng vì một bức hình mà phải đóng tiền phạt và trở thành một người bất lịch sự với các chú gấu nhé. 3. Sẽ bị phạt nếu mặc quần lộ hông ở Georgia. Luật pháp ở Georgia không cho phép người dân diện mốt quần ngắn dưới 3 inch, tương đương với 76,2 mm trở xuống. Những người vi phạm sẽ bị phạt 25 đô la Mỹ và nếu lặp lại, tội trạng sẽ bị phạt 200 đô la Mỹ. Theo các bạn, vì sao lại có điều luật này? Có thể chính quyền nơi đây muốn bảo vệ an toàn cho những người tham gia giao thông, nhất là cánh mày râu. Việc mải mê ngắm nhìn vòng ba của các cô nàng quần ngắn sẽ là mối đe dọa đối với việc điều khiển tay lái. Vì vậy, các bạn nữ của chúng ta nhớ nhé, Georgia không phải là nơi để những người ưa thích gu thời trang thoáng mát thể hiện. 4. Cấm tập thể dục khi đang lái xe trên đường cao tốc ở Oregon. Khi đang ở trên xe ô tô, các bạn có thể tập được những bài tập thể dục nào nhỉ? Và TopBiAn nghĩ cũng chẳng ai có đủ can đảm để đánh cược mạng sống của mình trên những con đường cao tốc. Tuy nhiên, mọi đạo luật đặt ra đều có nguyên nhân của nó. Có lẽ đã từng có trường hợp tai nạn hay điều gì đó xảy ra, nên nhà chức trách của bang mới đặt ra điều cấm này. Nhìn chung thì việc đặt ra luật cấm cũng nhằm để đảm bảo an toàn cho người điều khiển phương tiện. Nên các bạn hãy ghi nhớ điều này khi đến Oregon để tránh vi phạm pháp luật. 5. Uống rượu trong ly trà là bất hợp pháp ở Kansas. Một số thành phố ở Mỹ có luật cấm uống bia, rượu, nhưng mỗi nơi là có quy định khác nhau. Chẳng hạn như St. Louis, bang Missouri cấm uống bia khi ngồi trên đường phố. Tại Chicago, bạn có thể bị bắt nếu đứng thưởng thức bia ở bất kỳ nơi nào trong thành phố. Ở Topeka, Kansas thì lại cấm uống rượu trong tách trà. Điều luật này có vẻ nghe rất kỳ lạ, nhưng thực ra rất đơn giản các bạn à. Cũng như một số tiểu bang khác của Mỹ, ở Kansas bạn không được uống rượu, dù chỉ là một chút xíu như một ly trà. Điều này có nghĩa là ở Kansas, bạn phải cai rượu bia đấy. 6. Cấm bắt bướm ở Pacific Grove, California. Từ năm 1939, thành phố Pacific Grove, bang California ban hành luật bảo vệ loài bướm. Bất kỳ ai bắt hoặc dẫn dụ bướm dưới bất kỳ hình thức nào đều bị phạt 1.000 đô la Mỹ, và luật này được thi hành chặt chẽ bởi lực lượng cảnh sát của thành phố. Tại sao lại có quy định này? Vì vào khoảng tháng 10 hàng năm, hàng nghìn bướm chúa di cư tới thành phố này. Chúng tụ tập thành đàn, làm tổ ở trên cây trong suốt mùa đông. Vì vậy mà Pacific Grove còn được đặc biệt danh là thành phố bướm bướm, và cư dân nơi đây tình nguyện trả thêm thuế để chi trả cho việc thành lập, hỗ trợ những thánh địa bướm. 7. Cấm hát to sau hoàng hôn, Hawaii, Mỹ. Hawaii được coi là một trong những điểm đến tuyệt vời nhất trên thế giới vào mùa hè, nhưng nếu bạn là người thích ca hát, có lẽ bạn nên chọn một nơi khác để du lịch thì hơn. Vì ở Honolulu, thủ phủ của Hawaii, hát to sau khi mặt trời lặn được coi là một điều cấm. Vì vậy, nếu bạn có du lịch đến quần đảo xinh đẹp này, rồi cao hứng ngân nga vài câu hát hay muốn luyện giọng của mình trước sóng biển, thì hãy nhớ tới luật mà kìm nén giọng hát của mình cho nhỏ tiếng thôi nhé. Có thể, điều luật này được đặt ra làm nhằm giảm tiếng ồn, tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh. Luôn có những điều khó tin nhưng có thật phải không nào? Những chuyện tưởng chừng như bình thường ở nước ta thì lại cấm ở Mỹ, như hát to chẳng hạn, ở nước ta thì vô tư nhé. Thế các bạn đã đến được những tiểu bang nào của nước Mỹ? Các bạn thấy sao về luật pháp ở nơi đó? Các bạn nào xui xẻo vi phạm những điều luật bị cấm mà TopBiAn vừa giới thiệu ở trên không? Riêng ở Việt Nam, có luật cấm kỳ lạ nào không các bạn? Nếu biết, hãy chia sẻ để mọi người tham khảo nhé. Và luật pháp tại từng tiểu bang ở Mỹ đều có sự khác biệt. Thế nên nếu bạn muốn đặt chân đến Mỹ thì cần chú ý đến những chi tiết nhỏ nơi đây để tránh bị vi phạm. Xin chào và hẹn gặp lại!